Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ tận dụng lại thùng sắt bỏ đi này để làm một chiếc thùng để đựng dụng cụ cũng như là các loại máy móc cơ bản. Ok, bắt đầu video thôi. Mình sẽ cắt 8 đoạn la sắt, 4 đoạn dài và 4 đoạn ngắn, tương đương với chiều dài và chiều rộng của thùng. Mình sẽ lấy 2 đoạn dài và gắn thêm bàn lề. Mình sẽ khoan thêm lỗ để bấm rivet. Bốn đoạn ngắn mình cũng sẽ khoan lỗ để bấm rivet luôn. Hai đoạn sắt dài còn lại mình sẽ gắn thêm lẫy khóa thùng. Tiếp đến mình sẽ hàn thêm các đai sắt để gia cố thêm độ chắc chắn cho thùng. Mình sẽ thêm vào tay cầm trên nắp. Ok, bước cuối cùng là vệ sinh và sơn lại và hoàn thiện sản phẩm.
Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Và đừng quên tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.